Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa ngài ban cho chúng ta trong các buổi nhóm vừa qua. Thật là một sứ điệp từ nơi Chúa, ngài muốn đem tấm lòng của chúng ta trở lại với chính mình ngài. Và tôi tin rằng đây là điều mà Chúa ngài đang làm. Chúng tôi ở tại Houston, Texas, ở trong 10 tháng qua đã được Chúa ngài dắt từng bước một để đem lại một sự phục hưng, một sự biến đổi từ việc chúng ta có những công tác tôn giáo sinh hoạt hàng ngày đến chỗ chúng ta bước vào trong mối liên hệ với Chúa một cách cá nhân, một cách mật thiết ở trong ơn của Chúa. Vì anh chị em, chúng ta có thể về dự những kỳ đại hội như thế này. Rồi chúng ta ra về trong sự bốc cháy được một thời gian rất ngắn. Nó không kéo dài được, trừ trường hợp là chúng ta đi từ sự kiện đến chỗ chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Chúa. Chúng ta có một mối liên hệ không ngừng với Ngài. Lúc bây giờ dòng chảy của Chúa sẽ tiếp tục đem lại sự tươi mới và tiếp tục giữ chúng ta được tươi mới ở trong Chúa. Tôi tin rằng Chúa ngài đang làm và công bố đây là một thời đại mới mà Chúa ngài muốn cho hội thánh của Chúa chúng ta bước vào. Chúng ta đi từ chỗ những công tác của tôn giáo dựa trên sự kiện này sang sự kiện khác, đến chỗ chúng ta mỗi người có một sự liên lạc mật thiết với Chúa ở trong ơn của Ngài. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa vì trưa hôm nay tôi thấy được sự dẫn dắt của Chúa để chia sẻ với chúng ta cái sự bứt phá ở trong công việc là chúng ta trở nên những nhân chứng đầy quyền năng của Chúa. Để đạo của Chúa khi bị giới hạn bởi linh tôn giáo, bởi những công việc của con người, thì sự bứt phá xảy ra khi Thánh Linh của Chúa đổ đầy trên hội thánh của Ngài. Và quyền năng của Chúa đã thể hiện để chúng ta đẩy lùi công việc của thế giới tối tăm, mở mang công việc của Chúa. Và sự bứt phá xảy ra khi các sứ đồ nhận lấy được báp têm trong Đức Thánh Linh. Và chúng tôi ước ao và cầu nguyện theo như khải tượng Chúa ngài cho đeo đuổi, đó là nước Việt Nam của chúng ta sẽ có 1 triệu cơ đốc nhân là những người được báp têm trong Đức Thánh Linh. Vì đây chính là chìa khóa của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể thay đổi đất nước của chúng ta. Để chúng ta có thể đem tin lành của Chúa đến khắp cùng đất nước của chúng ta. Và chẳng những người Việt Nam được cứu, nhưng mà chúng ta sẽ làm nguồn phước cho các nước lân bang nữa. Vì tin lành của Chúa luôn luôn là tin lành cho cả thế giới, tin lành cho muôn dân. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa ngài đã bày tỏ sự bứt phá này ở trong quá khứ. Và chúng ta xem lại trong Công vụ chương 4 câu số 33. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Giêsu, và ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người. Cảm ơn Chúa, tại đây chúng ta thấy các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn. Quyền năng đã là mạnh mẽ rồi, nhưng mà quyền năng rất lớn anh chị em. Và tôi tin rằng Chúa ngài sẽ trang bị cho chúng ta quyền năng rất lớn này ở trong ngày hôm nay. Và Chúa ngài sẽ tuôn đổ quyền năng rất lớn này cho chúng ta, để chúng ta sẽ làm những nhân chứng rằng Chúa Giêsu của chúng ta không phải là một thần chết như các giáo chủ khác. Ngài cũng không phải là một cái thần mà con cháu nắng lên để ở trên một cái chỗ rồi người ta suy sụp thờ lại mà không thể di chuyển, không thể hành động để làm bất cứ một điều gì. Và ngài là Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Ngài chữa lành, ngài giải cứu, ngài đem lại sự phục hồi, bởi vì ngài là Đức Chúa Trời sống. Ngài là Chúa phục sinh của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa nghe ban ơn một sự vận hành lớn lao của việc mầu nhiệm các phép lạ dấu kỳ sẽ được Chúa ngài sử dụng trên và đổ trên những con người, để chúng ta từ đó chúng ta có thể trở nên một nhân chứng đầy quyền năng cho Chúa. Cho tôi nói với anh chị em rằng không phải chúng ta ao ước để được điều này, nhưng mà Đức Chúa Trời ao ước muốn có những nhân chứng sống cho ngài, những nhân chứng đầy quyền năng cho Chúa. Cho nên Chúa Giêsu ngài đã tuyên bố, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả siêu đê xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đây không phải là điều mà hội thánh ước ao, nhưng mà đây là điều Đức Chúa Giêsu tuyên bố. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đang đi tìm những nhân chứng sống, ngài đang đi tìm những con người nhân chứng đầy quyền năng cho ngài. Và khi ngài tìm thấy những con người bằng lòng và thưa với Chúa rằng là Chúa, con sẵn sàng để đón nhận điều cha hứa, con sẵn sàng để trở nên nhân chứng cho ngài, Chúa chắc chắn sẽ đổ ơn của ngài xuống và sự sức dầu của ngài trên chúng ta. Vì đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Amen anh chị em. Cho nên hôm nay tôi ước ao rằng anh chị em không về đây với một cái tinh thần là mình tìm kiếm nài nỉ Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin mặc lấy quyền phép trên con. Nhưng mà đến với tinh thần, lại Chúa, con đã hiểu được kế hoạch của Ngài và con sẵn sàng để Chúa Ngài sử dụng. Có con đây, xin đổ đầy trên con và con sẽ đi ra và sự bứt phá sẽ đến cho đất nước, cho dân tộc của con. Amen anh chị em. Không còn những ngày mà chúng ta nài nỉ Đức Chúa Trời nữa. Vì Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời khó tánh. Cả ngày hôm nay chúng ta được nhắc nhở, Ngài là Cha yêu thương, Ngài yêu chẳng những chúng ta là những người tin Chúa trước, mà Ngài còn yêu tất cả những người còn lại của đất nước Việt Nam của chúng ta. Họ cần nghe, cần biết rằng có một Cha yêu thương muốn phục hồi, muốn ban phước trên đời sống của họ và có một mối liên hệ mật thiết với từng cá nhân một. Họ không thể đến với Chúa được bởi vì thế giới đã, ma quỷ đã, kết quả Satan đã làm việc một cách rất là hiệu quả trong việc để bóp méo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Họ giới thiệu, chúng giới thiệu cho thế giới của chúng ta một đấng tối cao bằng đất sét, bằng những hình thức này, hình thức kia. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài muốn tái giới thiệu chính mình Ngài cho chúng ta, cho đất nước Việt Nam của chúng ta, cho dân tộc của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời sống, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và Ngài là đấng có quyền để có thể giúp đỡ, giải cứu và ban phước trên đời sống của nhiều người. Amen anh chị em. Và Chúa Ngài đang chuẩn bị cho những con người để trở nên những nhân chứng đầy quyền năng như vậy. Cảm ơn Chúa. T.L. Osborne, nhà truyền giáo nổi tiếng của Cơ Đốc của chúng ta, ông nói rằng tin lành của nước trời được rao giảng trong quyền năng của Đức Thánh Linh, được ấn chứng bởi các dấu kỳ phép lạ và các việc mầu nhiệm siêu nhiên, luôn luôn đem đến thắng lợi vẻ vang hơn hết dù trong bất kỳ thế hệ nào. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng thấy rằng Chúa Ngài đã ban phước và Hội Thánh Việt Nam của chúng ta đã có một cái giai đoạn mà thế hệ của các mục sư đang hầu vị Chúa đã từng được đầy dạy Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì những việc mà Chúa Ngài đã làm trên đời sống các đầy tớ của Chúa cho đến ngày hôm nay. Nhưng một điều mà tôi tin rằng lòng của mục sư Lâm, các mục sư trong Liên Hữu Ân Tứ, chúng tôi đang cầu nguyện để xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ bước vào ở trong một cái nhìn mới, ở trong thời đại mới này Chúa Ngài làm. Đó là chúng ta phải dấy lên, chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải chuyển tải những gì chúng ta đã kinh nghiệm được cho thế hệ kế tiếp của chúng ta. Amen anh chị em. Bởi vì 5 năm nữa, 10 năm nữa, công việc của Chúa ra như thế nào sẽ dựa trên những người trẻ tiếp nối ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Chúng ta là những thế hệ trước, xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể chuyển tải một cách tốt đẹp. Chúng ta chuyển giao cái chức vụ và ơn quyền của Chúa cho thế hệ kế tiếp để chúng ta thấy rằng việc Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta, Ngài cũng sẽ tiếp tục làm việc trên đời sống của con cái của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng không phải là một sự ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời Ngài đã sắp đặt. Chúa cho tôi và mục sư Sam hai cha con được Chúa Ngài cho được ở trong chức vụ, rồi được Chúa Ngài cho phép để chúng tôi cùng chia sẻ giảng dạy ở trong các đại hội. Cảm ơn Chúa vì điều này khi xảy ra thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài muốn bày tỏ ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời của các thế hệ và Ngài cũng muốn cho Hội Thánh của Chúa chúng ta thấy được điều này, đó là phải có một sự chuyển tiếp, còn bằng không chúng ta sẽ gặp trở ngại. Và cảm ơn Chúa, Ngài cũng đã sắp đặt để xác nhận vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài luôn làm việc theo nguyên tắc cứ đôi ba người làm chứng thì việc được kiên lập. Và Chúa Ngài đã đưa một sư David cũng như một Stephen McCracken đến đây với chúng ta, cũng hai cha con, để xác nhận với chúng ta một điều rằng công việc của thế hệ trước, khi chúng ta đi trong ơn quyền của Ngài và chúng ta nhận biết được rằng phải có thế hệ kế thừa và chúng ta sẵn sàng để yểm trợ. Và Chúa Ngài dạy tôi rằng con hãy để cho Sam đứng ở trên vai của con. Đây là điều mà tôi tin rằng chúng ta thế hệ đang được Chúa Ngài sử dụng và hầu vị Chúa, chúng ta phải đi đến chỗ này. Chúng ta phải để cho thế hệ thừa kế, thế hệ tiếp nối của chúng ta, cho họ đứng ở trên vai của chúng ta. Anh chị em, cái nền của họ là từ trên vai của chúng ta. Lúc bây giờ họ sẽ vươn cao hơn rất nhiều và mạnh mẽ hơn khi chúng ta bằng lòng để cho họ đứng ở trên vai của chúng ta. Amen anh chị em. Và đây là điều mà Chúa Ngài muốn thực hiện ở trong ơn của Ngài. Các thế hệ trước đã kết quả ở trong ơn của Chúa, giảng tin lành của nước trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh, được ấn chứng bởi các dấu kỳ phép lạ và các sự mầu nhiệm siêu nhiên, luôn luôn đem đến thắng lợi vẻ vang hơn hết dù trong bất kỳ thế hệ nào. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng thế hệ chúng ta đang sống trong một thời gian chúng ta thấy rằng dường như là thế hệ của những người trẻ họ không có cái nhu cầu về thuộc linh, dường như bây giờ là trôi lạc vào trong những cái dòng chảy của trào lưu sống ngày hôm nay.
Nhưng anh chị em cho tôi ghé sang đây để nói với Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam rằng những người trẻ Việt Nam cũng có nhu cầu tâm linh như cái thế hệ trước của họ. Bởi vì nhu cầu tâm linh đó luôn luôn ở trong lòng của một con người và sẽ luôn luôn ở tại đó cho đến chừng cái khoảng trống vắng ở trong tâm hồn của họ được lấp đầy bởi Thánh Linh của Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên con người chúng ta, và sáng nay chúng ta đã được nhắc khi Ngài nắn lên con người xong, Adam vẫn bất động. Dù có tất cả các bộ phận, có mắt, có mũi, có tim, tất cả đều đã được dựng nên, nhưng hoàn toàn không hoạt động cho đến chừng Đức Chúa Trời hơi thở của Ngài vào, sinh khí của Ngài bước vào, thì chúng ta thấy rằng thân thể đã bắt đầu chuyển động, hành động. Tất cả những hệ thống ở trong thân thể đã bắt đầu hoạt động ở trong ơn của Chúa. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn lao của Ngài trong những ngày sắp đến ở trong ơn của Ngài, khi chúng ta giới thiệu, khi chúng ta có thể giúp đỡ cho những người trẻ, cho những người chưa biết Chúa, lấp đầy cái chỗ mà họ đang thiếu trong đời sống của họ. Đó là hơi thở của Đức Chúa Trời ở trong họ. Đó là ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Lý do tại sao họ ăn chơi, lý do tại sao họ trở nên những con người nghiện ngập, bởi vì họ đang đi tìm những cảm giác mạnh. Tôi nghiên cứu và đọc những tài liệu thấy người trẻ Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay sử dụng rất là nhiều cái phương tiện mà chúng ta không ngờ được. Chúng hít cái mùi hóa chất ở trong chất keo. Có các em là nó làm cho nó ngộp thở bằng cách là thở ở trong một cái túi giấy cho đến chừng như là gần nghẹt thở. Có một số thì chúng treo cổ nó vào ở trong thành giường đủ để nghẹt thở, đủ đến cái lúc mà thấy dường như choáng váng thì hy vọng rằng mình có thể thoát ra được. Anh chị em, tại sao họ đi tìm những cảm giác mạnh đó? Bởi vì họ thấy có một sự trống vắng trong cuộc đời của họ. Không có gì tốt cho bằng. Kinh Thánh đã chứng minh, các thế hệ trước đã chứng minh, bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta cũng thấy có đủ những dữ kiện để chúng ta có thể chứng minh được là một người trẻ, một con người, khi người đó đã được kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa và đầy dẫy Đức Thánh Linh, cuộc đời đó mới ý nghĩa và mới phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta là những người đã kinh nghiệm. Khi Đức Thánh Linh Ngài rờ chạm đến chúng ta, anh chị em, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi đã phỏng vấn rất là nhiều người đã từng chơi ma túy, và khi họ kinh nghiệm được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ nói rằng mạnh mẽ và cảm xúc của sự tâm biến của Chúa nó còn hơn là ma túy nữa một sự. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được sai trong Đức Thánh Linh, chúng ta được ở dưới sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, thì không có gì sung sướng cho bằng. Đây là việc chúng ta ở dưới ảnh hưởng của điều tốt vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Và chúng ta phải được đầy ơn của Chúa để chúng ta có thể giới thiệu một Chúa một cách rất là rõ ràng, và chúng ta hiểu được cái cách để chúng ta có thể giúp đỡ họ kinh nghiệm Chúa, ông trọng ơn của Ngài. Phần nhiều thế nhân hướng về các việc siêu nhiên. Họ muốn và cần tiếp nhận ngay một tính lành có kèm theo năng quyền siêu nhiên của Chúa. Trong những ngày qua, nước Việt Nam của chúng ta đang thấy một cái hiện tượng. Một người không có một hướng đi rõ ràng, không có mục đích, lấy cái ruột của nồi cơm điện ôm ngang hông của mình và đi. Và đấy là điều anh chị em, một sự khác biệt mà chúng ta cần để ý tại đây. Người ta thán phục về con người này vì một ngày chỉ ăn một bữa cơm, ngủ và sinh hoạt một cách rất là khổ, người ta gọi là khổ tu đó. Thì nó có một cái sức thu hút của quần chúng về cái hiện tượng lạ này. Tại vì người ta thấy rằng phải có một cái gì đó để con người của chúng ta khổ tu đóng góp vào ở trong cuộc đời này, và nó đem làm cái nghĩa. Và người ta bởi sự thán phục đó, sự hiếu kỳ đó mà chúng ta thấy Thánh Linh, thì nó trở nên một cái việc nó thu hút sự chú ý của cả đất nước, và nó cũng tràn ra nước ngoài nữa. Một người không hướng đi, chỉ đi theo như cảm giác của mình và đi để khất thực, để xin những cái món ăn mà người ta cho mình, những chai nước mà người ta cho mình, mà còn có sức thu hút như vậy. Anh chị em sẵn sàng chưa? Khi chúng ta có một hướng đi rõ ràng, chúng ta sống với chân lý của Chúa và quyền năng của Ngài, thì mỗi bước chân của chúng ta sẽ đem lại sự thu hút cho thế gian này ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Để chúng ta bước đi, và khi chúng ta thấy những người đau ốm, chúng ta chữa lành cho họ, thấy những người biểu thiếp, chúng ta giải cứu họ được sự tự do trong Chúa, thì sẽ có một sức thu hút lớn cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Cho tôi chứng minh điều này trong lời của Chúa để chúng ta thấy được, trong ơn của Chúa. Chúa
Ngài rất muốn làm điều này với chúng ta. Thư Hebrew chương 2 câu 3 cho đến câu 4 nói: mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn như ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn của mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Anh chị em, Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng để đi làm chứng với chúng ta. Amen. Chúa Ngài đang chờ chúng ta đó anh chị em. Nhiều khi con gái Chúa khóc lóc lại: Chúa ơi, xin Chúa Ngài đi cùng chúng con. Chúa nói rằng ta sẵn sàng đi rồi, và ta cũng sẽ sẵn sàng để hậu thuẫn các con trong việc làm chứng về quyền năng của ta để giải cứu. Bởi vì Ngài sẵn sàng để cùng dùng dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu. Chữ đủ thứ tại đây là bao nhiêu thứ anh chị em? Vô số thứ. Tất cả những thứ gì cần thì Chúa Ngài làm đủ mọi thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn của mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Cảm ơn Chúa cho đến giờ phút này, hội thánh của Chúa chúng ta kết quả chỗ này, kết quả chỗ kia trong việc truyền giáo. Và tôi tin rằng sự sức giàu của Chúa đang đến cho hội thánh Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ là những người kết quả liên tục. Amen chị em. Đi đến đâu cũng sẽ kết quả đến đó. Amen. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đang chuẩn bị sẵn sàng để cùng làm chứng với chúng ta. Tôi tin rằng sự tuôn đổ của quyền năng của Chúa sẵn sàng để làm việc lớn với chúng ta. Dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra vì chính Đức Chúa Trời Ngài muốn cùng làm việc với chúng ta, lấy đủ mọi thứ phép màu, dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với những kẻ đó. Chúng ta ra đi, Chúa Ngài sẽ đi cùng với chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được chính Chúa Ngài sẽ cùng làm việc với chúng ta trong ơn của Chúa. Đời sống và thánh vụ, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu là phương cách để thế giới gãy đổ này được sự chữa lành. Kế hoạch của Chúa là lập chúng ta làm những nhân chứng, những người ảnh hưởng bằng cách bởi Đức Thánh Linh mặc lấy quyền phép ở trên mỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta là những nhân chứng đầy quyền năng, những nhân chứng đầy ảnh hưởng. Nếu cái hiện tượng đang xảy ra trên đất nước của chúng ta có gì để nhắc chúng ta được, đó là khi một việc siêu nhiên xảy ra, đáp ứng được nhu cầu gì đó của thế giới, của đất nước, thì chúng ta sẽ thấy rằng vô số người sẽ chạy theo. Anh chị em, Chúa Ngài cho chúng ta và Ngài sẵn sàng cùng làm chứng với chúng ta để làm những việc lớn hơn vô cùng những gì mà chúng ta đã thấy. Chúa Giêsu đã chứng minh điều đó. Và bất cứ nơi nào Ngài đi thì một đám đông đông đảo đi theo Ngài, và Chúa Ngài đã hành động trong quyền năng, trong ơn của Chúa. Và Chúa Giêsu báo cho chúng ta hôm nay Chúa Ngài muốn làm điều mà câu gốc của đại hội của chúng ta, đó là Đức Thánh Linh sẽ giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả Siêu-đê xứ Samri cho đến khắp cùng trời đất. Năm 1939, có ba con người trong sự hướng dẫn của khoa học gia Albert Einstein. Họ đã đến gặp Tổng thống Roosevelt của nước Hoa Kỳ để trình bày một khám phá được gọi là bí mật về sức mạnh của phản ứng dây chuyền trong khám phá phân tử nguyên tử. Các nhà vật lý học này đã khám phá ra được bí quyết để có thể tách được nguyên tử. Công việc của họ được gọi là Manhattan Project. Và cái sức mạnh phản ứng dây chuyền đó đã dẫn đến bom nguyên tử. Và thời đại nguyên tử đã bắt đầu ngày 16 tháng 7 năm 1945, khi trái bom nguyên tử đầu tiên đã được thử ở tại New Mexico, Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng một thời đại mới đã xảy ra. Ba con người này, họ đã khám phá ra một cái sức mạnh rất là lạ lùng của phân tử, của nguyên tử. Anh chị em, cho tôi ghé sang đây nó nhắc anh chị em, có một quyền năng mạnh mẽ hơn thế nữa. Khi Đức Chúa Giêsu thể hiện sức sống phục sinh của Ngài, khi Ngài sống lại từ cõi chết, đã thay đổi lịch sử cho đến đời đời qua những cơ đốc nhân đầu tiên, khi họ Chúa được cho họ được Chúa Ngài sai phái đi ra để rao giảng tin lành quyền năng của Chúa, để cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ cõi chết ở trong mỗi người trong họ. Rồi Chúa Ngài sai phái họ đi ra và họ đã làm đảo lộn thế giới trong thời bây giờ cho Chúa ở trong ơn của Ngài. Anh chị em biết rằng chỉ có 30 năm sau khi Chúa Giêsu Ngài thăng thiên,
thì chúng ta thấy rằng thế giới thời bây giờ đã được làm đảo lộn cho Chúa. Ngợi khen Chúa, tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa Ngài cũng sẽ làm những việc lớn lao của Ngài trên chúng ta. Và cầu nguyện rằng trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, tôi tin rằng Ngài đó đang rất gần. Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được điều chúng ta ao ước. Dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ được nghe đến tin lành của Chúa. Bởi ơn của Ngài, chúng ta có thể thực hiện được công việc mà Chúa Ngài đã sai phái cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, và chúng ta sẽ thấy ước mơ của chúng ta được thành. Đó là người Việt Nam sẽ được lên thiên đàng đông hơn người Việt Nam xuống quả ngục. Amen. Anh chị em dám sống cho điều đó không? Xin Chúa sử dụng đời sống của chúng ta. Đây là thời điểm của chúng ta để chúng ta sẽ làm thành công tác mà Chúa Ngài giao cho chúng ta, để thiên đàng sẽ có nhiều người hơn ở tại quan ngục. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta dám tin và giao phó đời sống của chúng ta trong tay của Chúa, và nói rằng lại Chúa, xin cùng làm chứng với con. Dạy con lên là một nhân chứng đầy quyền năng của Ngài. Con sẽ thực hiện công việc mà Chúa Ngài giao phó. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài phục sinh, Ngài thể hiện sức sống phục sinh của Ngài, sống lại từ cõi chết, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã làm những công việc rất là siêu nhiên. Các môn đồ biết Đức Chúa Giêsu là đấng siêu nhiên. Ngài quá bánh ra nhiều để đãi 5.000 người ăn. Tại thành Cana, Chúa Ngài đã quá nước thành rượu. Ngài chữa lành cho những kẻ đau, Ngài khiến sống kẻ chết. Các môn đồ kinh nghiệm Đức Chúa Giêsu không chỉ như là một ý niệm, Ngài sinh hoạt sống động với họ, bước vào đời sống của họ, dạy dỗ họ về vương quốc Đức Chúa Trời và trang bị họ để phục vụ một thế giới đang chờ đợi họ. Thì suốt ngày hôm nay chúng ta đều được nhắc nhở và cảm ơn Chúa, và đây là điều mà xin Chúa Ngài đem lại ở trong tấm lòng và niềm tin của chúng ta. Đó là Chúa Ngài không phải là một đấng chỉ hành động ở trong nhà thờ. Amen. Ngài đi với chúng ta. Chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự. Bất cứ nơi nào chúng ta đi, phép lạ cũng có thể xảy ra. Cảm ơn Chúa. Một vài mục sư ở trong nước phỏng vấn tôi và hỏi rằng: mục sư Khánh ơi, chúng tôi Hội Thánh Tư Gia trước đây, chúng tôi đã từng kinh nghiệm sự chữa lành vân vân xảy ra một cách rất là lớn lao trong các buổi kiêng ăn cầu nguyện của Hội Thánh. Nhưng mà chúng tôi nghe nói, và chức vụ mục sư chúng tôi quan sát, thì xin mục sư cho biết cái bí quyết nào mà ở tại khách sạn, ở tại chỗ lễ tân của khách sạn, ở trên xe taxi, ở ngoài đường phố, thì phép lạ vẫn xảy ra trên chức vụ của mục sư. Cho tôi chia sẻ với anh chị em rằng không phải chỉ một mình tôi, nhưng mà tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm, và tất cả chúng ta đều sẽ kinh nghiệm điều đó. Bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta mang sự hiện diện của Chúa đi với chúng ta. Thì nơi nào mà có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì bệnh tật không thể ở tại đó được. Chỗ nào mà có sự hiện diện của Chúa phục sinh thì sự chết nó không thể có mặt ở tại đó được. Hôn nhân chết được sống lại, những gia đình gặp những sự khó khăn được phục hồi, ô cơ sở làm ăn đã bị thất bại sẽ sống lại, vì Chúa phục sinh đi với chúng ta, và chúng ta sẽ phục vụ đất nước của chúng ta, những người có nhu cầu, trong quyền năng của Chúa là như vậy. Amen anh chị em. Nên cảm ơn Chúa vì Ngài làm việc trong nhà thờ, nhưng mà không chỉ ở trong nhà thờ. Ngài muốn đẩy chúng ta đi ra lâu rồi. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại Jerusalem. Cảm ơn Chúa. Đó là hình ảnh của những gì đó gần gũi ở tại cái thành phố nơi họ sinh hoạt. Nhưng mà không dừng tại đó, phải tràn ra Judea, rồi Samari, và đến khắp cùng thế giới. Amen anh chị em. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ mang Chúa đi với chúng ta. Đừng để Chúa tại nhà thờ, bởi vì Ngài không ngồi ở trên cái bàn thờ giống như các tôn giáo khác. Ngài là Chúa hằng sống, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đang ở trong chúng ta. Chúng ta lên thờ nơi Chúa ngự, và nơi nào chúng ta đi, Chúa đi cùng với chúng ta, thì dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra, vì Chúa hằng sống đi với chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, và xin Chúa Ngài cho để chúng ta tin và sống bởi những điều này trong ơn của Chúa. Sách Công vụ của sứ đồ cho chúng ta thấy một cái vị trí rất là then chốt ở trong công việc, một sự chuyển tải một cách trọn vẹn về thánh vụ của Đức Chúa Jesus Christ đến những kẻ tin ở trong một cách hết sức lạ lùng và đầy quyền năng. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu lên kế hoạch giảng dạy, và Ngài rất muốn điều này xảy ra. Cho nên một lần nữa cho tôi nhắc anh chị em, đừng đến đây với cái mong đợi ô chúng ta đến chúng ta sẽ kêu cầu Chúa rồi mai ra đó
Chúa Ngài thương xót, Ngài đổ sự phục hưng, đổ quyền năng của Ngài như là một cái sự ngẫu nhiên, giống như là chúng ta đi rồi có gì nó rớt trúng đầu chúng ta. Nhưng anh chị em, đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đang chờ chúng ta hiểu, chúng ta bước vào trong vị trí. Lạy Chúa, xin rót đổ thần của Ngài trên con. Lạy Chúa, con xin nhận điều Cha hứa. Lạy Chúa, xin mặc lấy quyền phép của Ngài trên con. Lạy Chúa, xin ban ơn của Ngài trên con, để con muốn làm một nhân chứng đầy quyền năng cho Ngài. Cha sẽ làm cho chúng ta. Chúa Giêsu, Ngài huấn luyện và Ngài nói với các môn đệ của Ngài: ta sẽ đi về cùng Cha. Nhưng mà việc ta đi về cùng Cha là lợi ích cho các ngươi. Khi ta đi thì ta mới có thể sai đấng yên ủi đến. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài chuẩn bị, và những điều mà chúng ta sẽ nhận ở trong trưa hôm nay, sẽ tái nhận trong trưa hôm nay, là điều mà Cha đã lên kế hoạch và Ngài rất muốn thực hiện điều này. Và Ngài còn nói rằng đây là lợi ích hơn cả Chúa Giêsu ở với các môn đồ của Chúa, bên cạnh các môn đồ của Ngài. Kêu rằng ta đi là lợi ích cho các ngươi. Trong tiếng Anh là tốt hơn cho các ngươi. Để mà chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa khước từ cái điều mà Chúa nghe rằng tốt hơn này. Lý do mà người ta không thể phát triển đạo của Chúa được ở trong cái chỗ đưng, không chỗ không có kết quả. Nhưng xin Chúa cho chúng ta sẽ nhận một cách tươi mới, mà chúng ta thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con nhận điều tốt hơn mà Chúa Giêsu nói đến. Con nhận điều mà Cha đã hứa và Ngài đã lên kế hoạch nhiều năm tháng. Và Chúa Giêsu, Ngài huấn luyện cho các môn đồ của Chúa, Ngài chuẩn bị họ. Bởi vì đối với Ngài, đây là việc hết sức là quan trọng. Và chính ở trong cái giây phút hết sức thiêng liêng, mạnh mẽ này, sách Công vụ Sứ đồ đã cho chúng ta thấy một sự chuyển tải một cách trọn vẹn thánh vụ của Đức Giêsu cho những tín nhân, cho hội thánh của Ngài. Và xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ nắm được cái giây phút long trọng đặc biệt này, để rồi chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được trong ơn của Chúa. Vì chỉ trong một thời gian ngắn, khi Đức Thánh Linh được khai phóng trên một nhóm tín nhân, thì một sự bùng nổ bứt phá của làn sóng lan rộng đến ngàn ngàn người ở trong thế giới trong thời bây giờ. Ôi, xin Chúa Ngài ban ơn đi, điều đó sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúa, Đức Chúa Trời hiện hữu và rất thật. Đây là điều mà chúng ta đã được nhắc suốt cả ngày hôm nay. Đức Chúa Trời hiện hữu và rất thật. Tất cả những lý do khiến cho Đức Chúa Giêsu phục sinh là bởi vì Đức Chúa Trời hiện hữu, có mặt tại đó với quyền năng tối thượng của Ngài để thực hiện việc này. Cảm ơn Chúa. Thực tại thứ hai, đó là chúng ta cần cùng một quyền năng để vận hành, đã vận hành trên hội thánh đầu tiên, để có một nhu cầu để tiếp nối vào điều đã khiến cho hội thánh đầu tiên đầy quyền năng và kết quả. Và thực tại thứ ba, đó là chúng ta phải hết lòng tin và đón nhận để làm nhân chứng cho Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta tin và nhận Đức Chúa Giêsu thì chúng ta được sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta bất toàn bất năng trong việc tự cứu mình, chúng ta mở lòng ra và tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta được sự cứu rỗi. Trong đời sống của chúng ta có một chỗ khác chúng ta cần phải đến nữa, đó là chúng ta nhận biết chúng ta không làm gì được nếu không có sự đông đầy của Đức Thánh Linh của Chúa. Thì chúng ta, việc thứ hai mà chúng ta cần làm, đó là tin và nhận Đức Thánh Linh, để rồi chúng ta sẽ đầy kết quả cho Chúa trong ơn của Ngài. Amen anh chị em. Để rồi chúng ta có thể nói như sứ đồ Phao-lô: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự vì đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Một điều hết sức quan trọng trong sách Công vụ của sứ đồ mà chúng ta cần tập trung và chăm nhìn vào Chúa. Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta cũng được nhắc nhở suốt ở trong ngày hôm nay. Trở lại tập trung vào Chúa. Không phải con người. Hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam, xin nghe tôi điều này. Đừng mong tìm cái sự giúp đỡ từ nước ngoài nữa. Vì Đức Chúa Trời của hội thánh ở nước ngoài cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Thánh Linh đã hành động ở tại đó, Ngài cũng là Đức Thánh Linh sẵn sàng để hành động với chúng ta. Amen anh chị em. Ngày hôm nay nếu có điều mà anh chị em cần được nhắc nhở, đó là chúng ta có cùng một Cha trên trời, đấng sẵn sàng để yểm trợ chúng ta, đấng yêu thương chẳng những chúng ta mà như người lạc mất nữa, và Ngài sẽ cùng làm việc với chúng ta như Ngài đã làm việc cho các thế hệ trước của chúng ta ở trong thế kỷ đầu tiên, thế kỷ thứ hai, thứ ba, luôn cả ở trong những ngày của đen tối của giáo hội. Chúa vẫn hành động, Ngài vẫn còn có những người sót lại, và cuối cùng chúng ta thấy rằng công việc lại khôi phục trở lại trong ơn của Ngài. Và tôi ghé sang đây để nhắc anh chị em rằng mỗi một chúng ta tới đây đều là đối tượng của tình yêu và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Amen.
Cho nên nếu Đức Chúa Trời Ngài có thể ban phước trên hội thánh ở nước ngoài để họ có được nhiều tài chánh để yểm trợ, thì cho tôi ghé sang đây để nói với anh chị em rằng sự sức dầu serum mà Chúa Ngài đang đổ xuống trên chúng ta sẽ khiến cho chính người Việt Nam của chúng ta tài trợ cho việc giảng tin lành cho người Việt Nam của chúng ta. Amen anh chị em. Và chẳng những như vậy, chúng ta sẽ là một đất nước yểm trợ cho các nước chậm bước hơn chúng ta, để họ cũng sẽ bước vào chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Bởi vì nếu Chúa chỉ tập trung vào để ban phước ở trên phương Tây mà thôi, thì Chúa Ngài là Đức Chúa Trời không công bình. Không như vậy bao giờ. Chúa của chúng ta rất là công bằng. Ngài không vị nể ai mà cũng không thiên vị ai. Ngài sẵn sàng để tuôn đổ trên những cuộc đời, những con người thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con bằng lòng vâng lời. Bây giờ xin sự tiếp trợ của Chúa tuôn đổ để con có thể thực hiện được công tác mà Chúa Ngài giao phó và kêu gọi. Cảm ơn Chúa. Tập trung trở lại vào Chúa của chúng ta. Có người hỏi tôi, mục sư trong bắt đầu chức vụ của mục sư 41 năm về trước, thì nghe nói rằng hội thánh lúc bây giờ cung lương cho mục sư một số rất là ít. Nhưng mà chúng tôi thường nói đó là hầu vì Chúa trọn thời gian mà nhận cái sự tiếp trợ lương của hội thánh đó là bán thời gian. Cũng không đủ bán nữa. Tôi thường hay nói với nhà tôi, lúc đó nếu mà nhờ cậy vào lương để sống đó thì chắc là mình đói rồi. Và cảm ơn Chúa nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. Vì tiền mà giáo hội có thể giúp đỡ cho chúng tôi chỉ đủ tiền xăng để chúng tôi lái xe từ Houston đi đến Marshall, Texas, và từ Marshall trở về khi tôi đi học ở tại trường Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa. Tại đây có một sư Nguyễn Hồng đã từng sinh hoạt trong hội thánh. Ông có thể xác nhận với chúng ta điều đó. Và chúng tôi trong những ngày đó anh chị em phải có đức tin để có thể tiếp tục có cái túi thức ăn kế tiếp, cái bao gạo kế tiếp. Có giây phút mà chúng tôi phải đối diện với cái sự thiếu thốn ở trong những ngày đầu đó, à, Chúa Ngài cho chúng tôi trải qua để chúng tôi kinh nghiệm sự tiếp trợ của Ngài. Là trong cái tủ lạnh của chúng tôi không còn một giọt sữa nào cho con gái lớn của chúng tôi hết, chỉ có một thùng nước thôi anh chị em. Và chúng tôi tin cậy với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài và bước đi với Ngài. Đến khi chúng tôi xây dựng một cái cơ sở 1.8 triệu Mỹ Kim, xây dựng cái cơ sở hiện tại, anh em đặt cái câu hỏi rằng cái sự khác biệt nó ở chỗ nào. Tôi nói rằng chỉ có vấn đề lúc trước mình nhờ cậy Chúa cho những việc nhỏ cá nhân, bây giờ là phải có một đức tin để nhờ cậy Chúa cho những việc lớn hơn, nhưng mà cũng cùng là một Đức Chúa Trời. Ngài khen Chúa. Anh chị em phải tập trung vào Chúa, nhờ cậy Ngài, đừng nhờ cậy con người. Con người sẽ làm cho chúng ta thất vọng, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ không để cho những người đặt lòng tin cậy nơi Ngài hổ thẹn bao giờ hết. Ngài sẽ ban phước trên chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy tha thiết nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời. Anh xem, những người của hội thánh nhà thờ và những nơi khác, họ chê chúng ta các hội thánh tư gia, các hội thánh ân tứ là những người không có cái sự hiểu biết rộng rãi về lời của Đức Chúa Trời. Tại họ cho rằng chúng ta không có được huấn luyện một cách chính quy. Anh chị em yêu dấu, cho tôi sang đây để chia sẻ với anh chị em. Đừng để cái điều đó làm cho chúng ta thua thiệt ở trong lòng của mình. Không có giáo sư nào tốt bằng Đức Thánh Linh. Tôi yểm trợ cho việc đào tạo người trường Kinh Thánh. Nhưng mà cho tôi nói rằng tất cả chúng ta khi chúng ta ghi danh vào trường của Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta sẽ được đào tạo cách tốt nhất mà thiên đàng có thể đào tạo chúng ta. Amen. Sao cái này yếu vậy? Chứ đừng chờ để trường Kinh Thánh này, trường Kinh Thánh kia, chúng ta chạy đầu này đầu kia để chúng ta học nữa. Cái trường mà chúng ta đừng bao giờ bỏ quên đó là trường của Đức Thánh Linh. Amen. Vì trường này sẽ đào tạo chúng ta, trường này sẽ ban cho chúng ta quyền năng, trường này sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được thành công, không phải như những điều mà mắt chúng ta thấy, nhưng mà cho những điều mà Chúa Ngài đã bày tỏ chúng ta trong lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Có bao nhiêu người sẵn sàng để ghi danh vào trường của Đức Thánh Linh? Cho tôi ghé sang đây để nhắc anh chị em điều này nữa. Có những di sản thuộc linh mà xin đừng một anh em ân tứ nào của chúng ta xấu hổ về điều này. Amen. Nghĩ trước đây khi nói đến trường Đức Thánh Linh thì nhiều người phải trường Kinh Thánh này kia của giáo hội. Không anh chị em, cái trường mà tốt nhất là trường của Đức Thánh Linh đó. Cho nên hãnh diện, hãy hãnh diện. Tôi được đào tạo trong trường của Đức Thánh Linh. Lớn nữa anh chị em, hãnh diện và nói rằng tôi được đào tạo trong trường của Đức Thánh Linh.
Bởi vì khi chúng ta được ghi danh và học ở trong trường của Đức Thánh Linh, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, bảy vị thần của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ trọn vẹn của Thánh Linh của Chúa. Thì có cái gì bằng nữa? Thần khôn ngoan, thông sáng, mưu lượng, thần của sự hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va, thần của quyền năng của Chúa mà đổ đầy trên chúng ta thì còn thiếu cái gì nữa anh chị em? Trường có thể dạy chúng ta một số kiến thức để nghiên cứu về Kinh Thánh, nhưng mà chính Đức Thánh Linh Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta lời của Ngài. Ngài sẽ giải thích lời của Ngài cho chúng ta. Bởi vì có nhiều điều ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta, chúng ta phải xét bằng sự thiêng liêng, cũng như nhờ cậy Đức Thánh Linh, chúng ta mới có thể hiểu được ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tuôn đổ, yểm trợ từ nơi Chúa qua việc chúng ta tập trung vào Chúa. Thứ hai đó là chúng ta trở lại và chúng ta nắm vững lời của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Bằng chứng về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu cũng là điều mà không thể thiếu được để chúng ta có thể làm nhân chứng đầy quyền năng cho Chúa. Cảm ơn Chúa vì trong ơn của Ngài, Công vụ chương 1 câu số 3 nói, Ngài cũng dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, hiện đến với họ trong 40 ngày phán dạy về vương quốc của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Luca là một học giả. Ông biết rằng ông không chỉ phỏng vấn những người đã từng biết Đức Chúa Giê-xu khi Ngài sống và thi hành thánh vụ mà thôi, nhưng ông cũng đã phỏng vấn và nghe những người gặp gỡ Đức Chúa Giê-xu sau khi Ngài phục sinh. Và ông đã phỏng vấn từng người một. Đức Chúa Giê-xu đã hiện ra 12 lần với những nhóm người khác nhau, và số hiện diện khác nhau, có chỗ là một người, có chỗ đến 500 người. Ngài hiện ra với giúp đỡ cho Marie-Madeleine kinh nghiệm và gặp gỡ Ngài, những người phụ nữ khác ở bên mộ trong Matthew chương 28, cho Phi-e-rơ tại Jerusalem trong Luca chương 24, cho hai môn đồ trên đường Emmaus ở trong Mark chương 16, 12 môn đồ ở trong cái căn phòng cửa đã đóng kín với các môn đồ. Lần này có Thomas, với 7 môn đồ trong khi đang đánh cá, với 10 môn đồ ở trên núi, cho 500 người thấy Chúa Ngài thăng thiên, cho Gia-cơ em phần xác của Ngài, cho những người đã chứng kiến Chúa Ngài thăng thiên, cho Phao-lô khi ông kinh nghiệm và gặp Chúa và được sự bắt phục ở trong ơn của Ngài. Chúa Ngài lấy nhiều cái cách để có thể xác nhận về sự phục sinh của Ngài. Ngài thật sự là đấng đã sống lại từ cõi chết, và đây là điều mà chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta, để khi dấu ấn và nhân chứng này đến thì chúng ta sẽ kinh nghiệm điều này một cách xác quyết ở trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, chúng ta phải kinh nghiệm và nhận được điều Cha đã hứa ban cho. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 1 câu 4 câu 5, đây là lời mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đã nói trong khi họp mặt với các sứ đồ. Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều mà các con đã nghe ta nói. Vì răng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Luca nhắc đến một sự kiện khi Đức Chúa Giê-xu Ngài ở cùng với các môn đồ, Ngài truyền lệnh cho họ hãy chờ đợi trong thành Jerusalem để nhận sự ban cho điều Cha đã hứa. Kinh Thánh có 3600 lời hứa, nhưng mà có một lời hứa được gọi là điều Cha hứa, và đây là cái lời hứa lớn nhất. Amen anh chị em. Đó là Cha lên kế hoạch trong những ngày cứu rốt, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loại xác thịt. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối của những ngày cứu rốt, và tôi tin rằng trước ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sẽ có một mùa thu hoạch lớn lao trong cuộc phục hưng toàn cầu này. Chúng ta sẽ có một mùa thu hoạch và vô số người sẽ được cứu vào vương quốc của Chúa. Chúng ta thấy những dấu hiệu về sự trở lại của Chúa Giê-xu càng gần chừng nào thì chúng ta tin chắc rằng việc tuôn đổ của Đức Thánh Linh một cách đầy dẫy, một cách tươi mới đang đến với hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài mặc lấy quyền phép trên chúng ta. Khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài cũng sẽ trang điểm chúng ta. Nàng dâu mà Chúa Giê-xu sớm trở lại để tiếp rước là một nàng dâu không tì, không vết, không chỗ trách được. Tình trạng hiện tại của chúng ta nếu không đón nhận công tác của Đức Thánh Linh còn lâu lắm. À, anh chị em, một hội thánh không tì, không vết, không chỗ trách được. Và cảm ơn Chúa, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Để chúng ta nhờ cậy Ngài sẽ thánh hóa chúng ta,
Ngài sẽ thay đổi chúng ta, Ngài sẽ làm việc trên chúng ta khi chúng ta trở lại và chúng ta để Chúa Ngài hành động trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trong cái mùa, cái kinh nghiệm mà VBC Houston của chúng tôi đã trải qua trong 9 tháng mấy, gần 10 tháng qua, trong những ngày của sự cầu nguyện, Chúa Ngài đã làm việc. Sự hàn gắn, sự giải cứu, sự chữa lành, sự phục hồi của Chúa có thể xảy ra một cách rất là nhanh chóng khi chúng ta đến với Chúa với tinh thần nhờ cậy. Mục sư Sam hướng dẫn cho chúng tôi mỗi buổi tối là Chúa Thánh Linh xin tự do hành động nơi chỗ này. Chúa Ngài làm việc, lời khôn ngoan tri thức được bày tỏ ra, có những tội lỗi, có những rạn nứt, có những điều giấu kín, và Chúa Ngài chỉ ra và Ngài nói ra. Anh em ăn năn giải quyết, khóc lóc với nhau, lập tức chúng ta thấy bầu không khí của thánh của Chúa thay đổi. Ngài có quyền làm công việc đó. Nàng dâu mà Chúa Ngài trở lại là nàng dâu không tì, không vết, không chỗ trách được. Không có công tác này của Đức Thánh Linh, chúng ta chắc khó được Chúa Giêsu tiếp rước lên, vì không đủ tiêu chuẩn. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đã để Đức Thánh Linh lại để giúp đỡ cho chúng ta, trang điểm chúng ta. Amen. Có bao nhiêu người muốn được Chúa Thánh Linh trang điểm? Cảm ơn Chúa. Và Ngài trang điểm là đẹp lắm á. Nếu có những người trang điểm cô dâu mà chúng ta thấy rằng có thể làm cho cô dâu cái lúc mà họ xong công việc rồi chúng ta nhìn không ra đó. Đức Thánh Linh còn tốt hơn nữa anh chị em. Ngài khi Ngài trang điểm chúng ta rồi đó, nhiều người quen biết với chúng ta ngày xưa nhìn không ra. Amen. Amen. Chú không có dán băng keo hay là cái gì đó rồi thêm maquillage, thêm make up lên để mà trang điểm chúng ta. Nhưng chính công việc quyền năng của Ngài, trải của Đức Thánh Linh, công việc của Ngài trang điểm chúng ta và khiến chúng ta được Chúa Ngài khiến trở nên một nàng dâu không tì, không vết, không chỗ trách được ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu không có công tác này của Chúa, chúng ta gặp trở ngại. Nhưng cảm ơn Chúa vì điều Cha hứa sẽ tuôn đổ ở trên chúng ta. Luca nhắc đến một sự kiện khi Đức Chúa Giêsu ở cùng với các môn đồ của Ngài, Ngài truyền lệnh họ hãy chờ đợi trong thành Jerusalem để nhận sự ban cho về điều Cha hứa. Cảm ơn Chúa. Đây là điều mà tiên tri Joel đã được Chúa Ngài soi sáng để tiên tri trước. Điều này cho chúng ta thấy một lần nữa, Chúa, đây là kế hoạch của Ngài. Ngài thật sự muốn sử dụng và khiến chúng ta trở nên những nhân chứng quyền năng của Ngài, và kế hoạch này của Chúa của nhiều đời trước, của nhiều ngàn năm trước. Đây không phải là công việc của ân tứ của ngũ tuần anh chị em, và đây là công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên hãnh diện, người ta nói ồ đó là cái chuyện của ân tứ của ngũ tuần, chúng ta không phải. Cảm ơn Chúa, đây là công việc của Đức Chúa Trời, vì Cha đã hứa và Ngài đã thực hiện. Ngài đã hứa và Ngài đã làm ứng nghiệm, và tôi là cái sự ứng nghiệm của những điều Cha hứa. Ta sẽ đổ thần của ta trên mọi loài xác thịt. Amen anh chị em. Không có gì xấu hổ hết. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời mà. Amen anh chị em. Không có gì xấu hổ hết. Tôi muốn kích đề nên chị em đừng có mặc cảm là ơi, tại vì mình hồi trước giờ bị người ta gọi mình là mấy cái người ân tứ đó, thì chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ân là ơn của Chúa, ân tứ là sự ban cho của Chúa. Mà mình có sự ban Chúa, ban cho của Chúa, có gì xấu hổ? Cái điều mà bạn từ chối ơn của Chúa mới là điều xấu hổ đó, vì bạn chê cái điều tốt nhất của Đức Chúa Trời ban cho mình. Đừng xấu hổ, hãnh diện. Con cảm ơn Chúa vì điều Cha ban con nhận hết. Amen. Không chê thứ nào hết, bởi vì tất cả những sự ban cho đến từ Chúa đều là những điều tốt. Cảm ơn Chúa. Ân tứ Chúa Ngài ban cho, phước hạnh Ngài ban cho được đến khi thần của Chúa đổ trên mọi loài xác thịt. Cảm ơn Chúa vì điều này đã thể hiện ra một sự chuyển đổi từ chức vụ của Đức Giêsu, được chuyển tải qua hội thánh của Ngài, từ con trời đến nhập thể làm người, đi trong sự hướng dẫn và công tác Đức Thánh Linh, được hoài thai bởi Đức Thánh Linh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được báp têm trong Đức Thánh Linh và đi ra phục vụ trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngài là mô hình cho chúng ta, và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm điều đó.
chúng ta thấy Chúa Giêsu đã truyền tải qua cho hội thánh của Ngài khi họ nhận và thấy được công việc mà Chúa Ngài toan định làm, và họ đã bước vào và Chúa Ngài đã làm những công việc lớn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng ngày hôm nay sẽ có những người lần đầu tiên khám phá ra điều này, hay là được nhắc nhở về điều này, và chúng ta sẽ bước vào để chúng ta đón nhận, để rồi Đức Chúa Trời sẽ dấy chúng ta lên làm những nhân chứng đầy quyền năng của Ngài cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được sanh lại trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì mục sư David sáng hôm nay đã chia sẻ với chúng ta điều đó. Đây là điều không phải một ý niệm, nhưng mà đây là một việc thực sự xảy ra trong tâm linh của chúng ta. Ngày mà Chúa Ngài sanh chúng ta lại thì chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Chúa. Cái dạng này trước đây không biết, không hiểu. Và đây là điều hết sức là quan trọng anh chị em. Chúa Giêsu nói với Nicodem: hãy điều chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, điều chi sanh bởi thức linh là thần. Cảm ơn Chúa. Nhiều năm tháng cơ đốc nhân của chúng ta đi đây đi đó, mà chúng ta cứ nói: ông mục sư, tôi chỉ là người phàm xác thịt, mà sao ông mục sư kêu tôi làm chuyện này chuyện kia. Anh chị em, đã đến lúc chúng ta ngưng cái cách nói đó. Chúng ta không còn là người phàm xác thịt nữa. Amen. Bởi vì hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, nhưng mà cảm ơn Chúa vì có một bước ngoặt trong đời sống của chúng ta. Hãy chi sanh bởi Thánh Linh là thần linh, là trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Bây giờ Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta không còn là những con người tầm thường nữa, mà chúng ta là những người có thể sống một cách phi thường cho Ngài. Chúng ta không phải là những người tự nhiên nữa, mà chúng ta là những người siêu nhiên cho Chúa, vì Đức Thánh Linh đã ở trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh của Ngài. Và cuối cùng hãy đứng lên để làm nhân chứng cho Chúa. Sự bứt phá sẽ xảy ra khi tất cả chúng ta đồng đứng lên. Một bức ảnh mà tôi thấy đã được nhắc đi nhắc lại của các diễn giả. Thử hình dung ở tại đây. Chỉ trong những ngày này, nếu chúng ta có 2.000 người tại đây được đổ đầy, được tái đổ đầy, và chúng ta thưa với Chúa rằng: lại Chúa, chúng con sẵn sàng đi ra để làm nhân chứng của Chúa, thì anh chị em yêu dấu của tôi, không gì có thể cản bước được của chúng ta. Amen anh chị em. Và dân tộc của chúng ta sẽ được cứu, vì chẳng những chúng ta amen với kế hoạch của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời cũng sẽ amen trên cuộc đời của chúng ta, và việc sẽ thành. Không còn là những điều mà chúng ta ao ước nữa, nhưng mà sẽ là những điều thật sự xảy ra trong đời sống của chúng ta. Điều mà chúng ta cần quan tâm đó là ngày hôm nay hội thánh chỉ có tín đồ, chứ ít có những nhân chứng cho Đức Giêsu như Chúa Ngài đã định. Có sự khác biệt rất là lớn trong các giáo hội. Cảm ơn Chúa vì các chương trình chứng đạo, nhưng mà điều mà người ta huấn luyện để các con cái của Chúa đi ra để làm chứng, trong tiếng Anh là go out to be witnessing, tức là chúng ta đi ra chúng ta làm chứng cho người khác. Những bài chúng ta học thuộc lòng, hay là những cái dàn bài chúng ta đã được chuẩn bị, chúng ta đi ra và chúng ta làm chứng cho người khác. Nhưng mà Chúa Ngài không đi tìm những người đi ra làm chứng, nhưng mà Ngài đang tìm để dấy lên những nhân chứng cho Ngài. Sẽ khác biệt lớn lắm anh chị em. Những nhân chứng thì sẽ làm chứng cho người khác, nhưng mà những người đi ra làm chứng chưa chắc gì là nhân chứng cho Ngài. Định nghĩa của nhân chứng là gì? Là những người thấy tận mắt. Amen. Những người đã kinh nghiệm một cách cá nhân thì chúng ta mới có thể làm nhân chứng cho Chúa được. Một người có thể học thuộc lòng một dàn bài để trình bày về tinh lành của Chúa, nhưng mà người này có thể chưa bao giờ kinh nghiệm Chúa, biết về Chúa nhưng chưa kinh nghiệm Ngài, cho đến khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen anh chị em. Và đây là điều Cha đang đi tìm. Và tôi xin Chúa Ngài nhắc nhở anh chị em điều này. Chúa đang tìm những nhân chứng đầy quyền năng cho Ngài, là những người kinh nghiệm Chúa. Chúng ta thấy các môn đồ của Chúa đi theo Chúa Giêsu, họ đã kinh nghiệm rất là nhiều điều. Họ thấy Chúa Giêsu chữa lành, họ thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, họ thấy Chúa Giêsu gọi người chết sống lại, họ thấy hết tất cả những điều đó. Không có cái gì huấn luyện mà tốt cho bằng chính Đức Chúa Giêsu đã làm những điều đó trước mặt họ. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại căn dặn họ đừng tham dự vào công tác truyền giáo nào, đừng ra đi, các con phải chờ. Chờ, chờ ai? Chờ được mặc lấy quyền phép từ trên cao là Thánh Linh của Chúa. Tại sao? Vì tất cả những điều kia là những điều họ quan sát thấy Chúa Giêsu làm. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh Ngài bước vào thì nhân chứng của Đức Chúa Trời, Ngài, sự hiện diện của Ngài sẽ ở trong những nhân chứng này và khiến chúng ta trở nên một người kinh nghiệm Chúa và có thể bày tỏ Chúa ra một cách rõ ràng ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Khi chúng ta nghe người ta kể lại một cái việc gì đó, rồi chúng ta đi và chúng ta kể lại cho người khác, có ai mà họ gần chúng ta một câu có thật thấy cái điều đó hay không, thì chúng ta bắt đầu thấy là mình xếp càng cua xuống mình đi về. Amen.
Nhưng mà một khi chúng ta là người đã chứng kiến cái việc đó, có ai hỏi chúng ta nói rằng tôi đã kinh nghiệm điều đó, tôi đã thấy điều đó. Amen anh chị em. Xin hình dung với tôi tại đây. Một khung cảnh có một người đang lăn ở trên sàn nhà vì có quỷ. Sự có mặt của các mục sư truyền thống ở tại đó, bây giờ họ không biết làm gì. Họ đã giảng dạy cho tín đồ trong hội thánh là không còn phép lạ, mà cái chuyện quỷ quỷ đó, cái chuyện không có. Ở trong thế kỷ đầu tiên, cái thời ban sơ đó, người ta bị bệnh thần kinh hay gì đó cũng đổ cho quỷ. Họ đã giảng như vậy rồi, bây giờ quỷ nó xuất hiện trong một người đang lăn ở trên sàn nhà. Lúc bây giờ hoàn cảnh nó lên tiếng rằng, có ai làm nhân chứng rằng Đức Chúa Giêsu danh của Ngài có thể trị quỷ không? Lúc đó những con người đã từng nhân danh Đức Giêsu trị quỷ và quỷ nó phải ra khỏi đó, chúng ta nói dạ có tôi đây, tôi là nhân chứng của Chúa cho công việc này. Và chúng ta có thể bước vào trong hiện trường và chúng ta nhân danh Đức Giêsu và chúng ta đuổi thì quỷ nó ra khỏi người đó. Amen anh chị em. Một hoàn cảnh khác, thấy một người đang có bệnh, những người khác là người của tôn giáo họ nói rằng ráng chịu, Đức Chúa Trời của tôi quyền năng lắm, nhưng mà bây giờ Chúa không có làm nữa. Nên tôi giảng cho quý vị cái tin lành là Đức Chúa Trời quyền năng, tin lành quyền năng, nhưng mà đừng tin những điều tôi nói, bởi vì Đức Chúa Trời mà tôi rao giảng cho quý vị đó, Ngài không còn làm những việc này nữa, cho nên tin để lấy ý thôi, chứ đừng có tin rằng Ngài có thể làm những công việc đó cho mình. Anh xem giảng đạo như vậy làm sao người ta tin? Phải không? Giảng về Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng mà anh em đừng có tin những điều chúng tôi nói. Đức Chúa Trời mà chúng tôi giới thiệu quý vị là Đức Chúa Trời quyền năng đó là ngày xưa kìa, chứ còn bây giờ thì Chúa không làm nữa. Và chúng ta đặt câu hỏi sao họ không tin. Chúng ta giới thiệu với họ một Đức Chúa Trời bây giờ đã vô cảm với nan đề của con người, một Đức Chúa Trời ở xa, một Đức Chúa Trời của quá khứ, những một Đức Chúa Trời của ở trong thời Kinh Thánh. Anh chị em, thế giới ngày hôm nay người ta không cần một Đức Chúa Trời ở trong thời Kinh Thánh, mà họ đang cần một Đức Chúa Trời có mặt với họ để giúp đỡ họ trong hoàn cảnh hiện tại của họ. Họ đang có nhu cầu, gia đình của họ đang tan nát, đời sống của họ đang bị cầm buộc, họ cần được giải phóng, được sự tự do. Chúng ta có thể giảng về Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh mà không có chuyện gì xảy ra cho họ, để làm cho họ cứ mỗi ngày càng đi chừng nào thì đức tin của họ càng khô và họ sẽ mất luôn cả đức tin của họ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì Chúa Ngài có kế hoạch để đem lại sự sống động ở trong ơn của Ngài. Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ thể hiện trong quyền năng của Ngài khi những nhân chứng sống này đi lại trên mặt đất này, đi lại trên đất nước Việt Nam này. Khi có hoàn cảnh xảy ra, chúng ta có thể bước vào hiện trường và nói rằng tôi đang phục vụ một Đức Chúa Trời toàn năng và Ngài có quyền để giải quyết nan đề của bạn. Tôi là nhân chứng cho công việc này và chúng ta nhân danh Chúa, chúng ta thực hiện, người ta được chữa lành, người ta được giải cứu, đời sống của họ được phục hồi. Chúng ta có lời của Chúa để gây dựng đời sống của họ. Anh chị em, đó là cách mà hội thánh đầu tiên trong công vụ sứ đồ đã nhận được từ chức vụ Đức Chúa Giêsu chuyển tải qua họ, để họ bây giờ trở nên những con người đầy dạy Đức Thánh Linh, làm những công tác mà Chúa Ngài đã thực hiện xuyên qua đời sống của họ. Amen. Tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa Ngài cũng sẵn sàng để cùng làm việc với chúng ta, để đem lại phước hạnh ở trong ơn của Chúa và giúp đỡ để nhiều người có thể đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Phao-lô có một cái quyết định. Ông giảng tin lành của Chúa không chỉ bằng những lời nói suông, nhưng mà bởi sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép. Để gì? Hầu cho anh em không đặt đức tin của mình trên tài diễn thuyết của loài người, nhưng mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta có thể thuyết phục họ tin Chúa, nếu bài giảng của một mục sư, một người truyền giảng đạo của Chúa mà chúng ta có thể lập luận để thuyết phục người ta tin Chúa, thì cũng sẽ có những người họ đến và họ thuyết phục những người đó bỏ Chúa. Nhưng mà khi đức tin của họ không dựa trên bài diễn thuyết khéo léo của con người, nhưng mà dựa trên quyền phép của Đức Chúa Trời, thì nó vẫn vô cùng. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta không có gì có thể thuyết phục rằng Ngài là Chúa không có quyền năng, bởi vì Ngài là đấng quyền năng tuyệt đối. Amen anh chị em. Trong ơn của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó ở trong ơn của Chúa. Cho nên thách thức của chúng ta ngày hôm nay, hãy trở nên những người nhân chứng cho Chúa mà Chúa Ngài đang muốn tuôn đổ ơn của Ngài trên chúng ta. Hãy trở nên những con người đem tin lành của Đức Chúa đi khắp đất nước Việt Nam của chúng ta, để Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng ta và đưa nhiều người đến với Chúa ở trong ơn quyền của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, sự bứt phá chắc chắn sẽ đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
sự bứt phá chắc chắn sẽ đến trên hội thánh của Ngài. Ôi vì Đức Chúa Trời đã tìm được những con người sẵn sàng đến thưa với Chúa rằng con đang cần sự yểm trợ từ thiên đàng. Điều Cha hứa hôm nay xin Chúa cho điều Cha hứa được tuôn đổ trên cuộc đời của con. Con sẽ ra đi và chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng. Cảm ơn Chúa. Không phải một người, hai người, nhưng mà đa số cho chúng ta. Anh chị em, nếu 120 người trong phòng cao đã đảo lộn thế giới thời bây giờ, 2.000 người này. Ủa, tôi vui mừng trong ơn của Chúa. 2.000 người này, nếu tất cả chúng ta đều kinh nghiệm được sự ban cho của Chúa một cách đầy dẫy trong đời sống của chúng ta, có cái gì có thể ngăn trở được việc dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ được nghe tin lành của Chúa và nhiều người sẽ được cứu trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hỡi 2.000 người có mặt ở tại đây, đây là thời điểm của chúng ta. Các thế hệ trước, các đầy tớ của Chúa, hội thánh của Chúa khắp nơi trên thế giới mà tôi đã từng tiếp xúc, cầu nguyện chung với họ, mạng lưới cầu nguyện của Đông Nam Á, hội thánh của Chúa trong cái chức vụ của hội thánh để yểm trợ những hội thánh bị bắt bớ, họ đã cầu nguyện cho chúng ta trong 3 thập niên qua, 4 thập niên qua để chúng ta có thể được đứng vào ở trong thời điểm này. Và tôi tin rằng đây là cái thời điểm, đây là cái giây phút mà Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của các thế hệ trước. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của con dân của Chúa khắp nơi trên thế giới đã cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam. Sự có mặt của chúng ta hôm nay không thể là sự ngẫu nhiên được. Từng công việc chúng ta thấy Đức Chúa Trời sắp đặt từng bước một, từng bước một. Như vậy công việc của chúng ta tại đây là nắm bắt được cái Kairos moment của mình, cái thời điểm mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta, chúng ta bước vào. Siro không biết về cái thiên mệnh mà Đức Chúa Trời đã định cho ông. Ông lên ngôi làm vua, cai trị nước Ba Tư, chinh phạt các nước chung quanh, làm công việc chỉ có tính cách mở mang nước của con người, vương quốc Ba Tư mà thôi. Đến một ngày kia có người cho biết cuộc đời của vua đã được Đức Chúa Trời của Israel báo trước 100 năm rồi. Và người ta cho ông sách tiên tri Esai. Lịch sử cho chúng ta biết là ông ngồi xuống mà ông đọc. Ông nghe tên của ông Siru đã được Chúa Ngài định để làm công việc mà Chúa Ngài sức giàu, Ngài nắm tay phải, Ngài dắt đi, Ngài ban phước, Ngài ban ơn để ông có thể thực hiện được công việc yểm trợ cho, để có thể tìm ra được những của báo ở trong những nơi kinh nghiệm. Và lịch sử cho chúng ta biết ông thấy được thiên mệnh mà Chúa Ngài ban cho, Siru bước vào trong thiên mệnh đó và Chúa thật sự đã sử dụng ông. Chúng ta đọc sách ECT, chúng ta thấy rằng tất cả những gì đã báo trước được ứng nghiệm trên cuộc đời của Siru một cách trọn vẹn. Cho tôi ghé sang đây để nói với anh chị em rằng Chúa có tên của anh chị em. Ngài đã lấy tên anh chị em, gọi anh chị em vào trong ơn cứu rỗi, ân quyền và sự lời hứa của Chúa có tên của anh chị em ở tại đó. Sự sức giàu của Siru cũng đã có tên của anh em tại đó. Cho tôi ghé sang đây để nói với anh chị em rằng mỗi một chúng ta có một thiên mệnh Chúa đã định cho chúng ta, làm nhân chứng quyền năng cho Chúa. Và tôi kêu gọi ngày hôm nay chúng ta bước vào vị trí này để Chúa Ngài có thể sức giàu trên chúng ta, để cho đổ thần của Ngài trên chúng ta và biến chúng ta trở nên những nhân chứng đầy quyền năng của Ngài và đem lại sự bứt phá trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Nhiều người Việt Nam sẽ được cứu. Sự bứt phá đang chuẩn bị xảy ra cho chúng ta trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em đừng lo ra. Các con gái của Chúa chuẩn bị để chúng ta có nhiều chỗ để chúng ta có thể đón nhận ở trong ngày hôm nay. Tôi tin rằng sự khao khát của anh chị em, của đại hội của chúng ta đang đến cao điểm. Và Chúa Ngài cũng chuẩn bị sẵn sàng để rót đổ xuống cho chúng ta trong thời gian này. Vì có sự khao khát thì chúng ta sẽ hấp dẫn sự thăm viếng của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Và tôi tin điều này sẽ xảy ra ở trong ơn của Chúa. Cho nên ban tổ chức hiện tại đang giúp chúng ta để có thể dẹp những cái hàng ghế ở phía trước, để chúng ta có thời gian và chúng ta chừa chỗ trống ở phía trước tại đây, để chúng ta sẽ đón nhận ở trong ơn của Chúa. Nên trong giây lát khi chúng tôi kêu gọi thì xin những ai khao khát nói với Chúa rằng lạy Chúa, con muốn làm nhân chứng quyền năng cho Chúa, thì chúng ta sẽ đáp ứng lại. Khi chúng ta được mặc lấy quyền phép từ nơi Chúa,
quyền thép từ trên cao là khả năng siêu nhiên từ thiên đàng. Khả năng siêu nhiên do Đức Chúa Trời ban cho để thực hiện công tác Chúa giao là khả năng đến bởi quyền năng đang ở luôn trong chúng ta. Khả năng đi theo sự dẫn dắt của Chúa và những môi trường chỉ có Chúa biết. Khả năng để đáp lại với sự ban cho của Chúa là khả năng để tôn cao Đức Chúa Jesus Christ, là khả năng để yêu thương với tình yêu thương thiên thượng, là khả năng để giảng về Đấng Christ một cách thuyết phục, là khả năng để sử dụng ân tứ quyền năng của Đức Thánh Linh, là khả năng để chịu đựng đứng vững trước những thách thức, chịu khổ trong việc giảng đạo, là khả năng sống thánh khiết vượt qua mọi tiêu chuẩn của trần gian, là khả năng để làm công việc cho Chúa trong tình yêu thương, sẵn lòng, trung tín, không mệt mỏi, là khả năng có thể làm được việc cho đến chừng Chúa đến hay là khi chúng ta chạy xong cuộc đua của mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa đang chuẩn bị rót đổ trên những người khao khát. Và tôi tin rằng sẽ có một sự tuôn đổ lớn lao trong ơn của Chúa trong thời gian này. Hallelujah, ngợi khen Chúa của chúng ta. Anh chị em xin giúp đỡ cho để chúng tôi có thể phục vụ quý vị một cách tốt đẹp. Hàng thứ nhất, chúng ta đứng xong, anh chị em đứng ở phía sau xin lùi lại một bước để chúng tôi có những người đứng ở phía sau các anh chị em ở hàng thứ nhất để chúng tôi có thể phục vụ quý ông bà anh chị em một cách tốt đẹp. Một trong những điều mà tôi xin nói với quý vị là chúng tôi sẽ phục vụ đến cái người cuối cùng cần được phục vụ. Chứ đừng sợ mình bị mất phần. Chúng ta làm việc một cách nhịp nhàng để các đầy tớ của Chúa có thể tiếp tay với chúng tôi để giúp đỡ anh chị em. Và chúng ta trong thời gian này hãy bày tỏ lòng khao khát với Chúa để Chúa mặc lấy quyền phép và khiến cho chúng ta trở nên những nhân chứng quyền năng cho Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hãy bày tỏ tấm lòng của mình với Chúa, khao khát và Chúa Ngài sẽ mặc lấy ở trong ơn của Ngài để chúng ta được đầy dẫy và chúng ta kết quả cho Chúa trong ơn của Chúa. Hallelujah, hallelujah. Và để phục vụ quý vị một cách hết lòng và không bỏ sót một ai, chúng tôi muốn mời những ai được khao khát được báp têm trong Thánh Linh, quý vị có thể đứng bên phải. Chúng tôi sẽ có những mục sư cầu nguyện để những ai muốn được báp têm Thánh Linh. Dạ. Ai muốn được báp têm trong Đức Thánh Linh xin đứng bên tay phải ở hàng ghế bên phải. Xin qua một bên, các mục sư sẽ đến và cầu nguyện cho quý vị. Tôi sẽ nhắc lại, những ai khao khát được báp têm trong Đức Thánh Linh. Dạ, quý vị có thể qua bên phải. Dạ. Qua bên phải. Dạ. Và những ai đến đây và mong muốn được chữa lành, quý vị lên đây. Dạ. Để các mục sư sẽ đến và cầu nguyện. Mà những ai bị ung thư muốn được chữa lành, bước lên ở chỗ này. Tôi tin rằng Thánh Linh của Chúa đang vận hành ở dưới vòng chúng ta. Bầu không khí của Thánh Linh đang hiện diện với chúng ta. Linh của sự chữa lành đang ở với chúng ta. Dạ. Dạ, các mục sư, dạ, mạnh dạn bước lên phía trên. Dạ, để nhận lấy sự sức dầu, nhận lấy dầu từ nơi đầy tớ Chúa để chúng ta có thể đặt tay cầu nguyện. Tôi nhắc lại, những ai khao khát được báp têm Thánh Linh xin đứng bên tay phải của chúng tôi. Dạ, các mục sư sẽ đến và cầu nguyện cho khu vực này. Và những ai khao khát được chữa lành, đặc biệt những người nào đang bị ung thư, quý vị bước lên phía trên này. Dạ. Bước lên phía trên này. Dạ. 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 Dạ, quý vị đứng hàng trước cách hàng sau để có người có thể ngã đó quý vị. Dạ, hôm qua đã ngã rồi chúng tôi không có đỡ kịp. Rồi ạ. Và tôi cũng xin nhắc lại, ai đã cầu nguyện xong rồi thì có thể trở lại phía sau để chúng tôi có thể phục vụ cho người còn lại. Được không quý vị? Xin đừng có lo lắng, chúng tôi không bỏ sót một ai đâu. Dạ. Và tôi tin rằng Chúa không bỏ sót một ai đâu. Quý vị cứ yên tâm. Dạ. Tôi xin nhắc lại, những ai bị ung thư bước lên chỗ này. Những ai bị ung thư và muốn cầu nguyện được chữa lành bước lên chỗ này. Dạ. Chúng tôi sẽ phục vụ cầu nguyện chữa lành cho người bị ung thư trước. Cảm ơn Chúa vì mục sư Lâm có hướng dẫn. Ở giữa chúng ta tại đây có những người đã kinh nghiệm sự chữa lành về ung thư. Và Chúa cho chúng tôi đã phục vụ các con cái Chúa đó. Xin những người đó làm nhân chứng tiến lên phía trước tại đây và đứng chỗ nơi các con cái của Chúa cần được sự chữa lành ung thư để chúng ta chẳng những là những nhân chứng kinh nghiệm một cách cá nhân mà chúng ta cũng sẽ góp phần, bởi vì đức tin của chúng ta nơi sự chữa lành về ung thư không có một chút nào nghi ngờ nữa. Vì Chúa đã chữa lành cho chúng ta. Ai là những người đã từng được chữa lành về ung thư? Xin giãy tay lên cho chúng tôi biết. Xin tiến lên phía trước tại đây để làm những nhân chứng sống, đứng trước mặt các anh chị em của chúng ta để nói lên rằng Đức Chúa Trời đã làm cho tôi, Cha cũng sẽ làm cho các anh chị em. Amen. Những người được chữa lành về ung thư xin tiến lên phía trước tại đây.
Dạ, để chúng ta làm những nhân chứng cho Chúa ở trong giây phút này. Dạ, cảm ơn Chúa của đứng lên tại đây làm nhân chứng cho sự chữa lành của Chúa. Anh chị em phía trước tại đây có những người đã kinh nghiệm sự chữa lành về ung thư, đã được Chúa nghe chữa lành. Đứng ở trước mặt chúng ta tại đây, xin điều này giúp đỡ để khích lệ đức tin của chúng ta trong ơn của Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, xin nghe tôi hướng dẫn cái điều này. Những ai đã kinh nghiệm được sự chữa lành về ung thư, chứ không phải là người cần được sự chữa lành ung thư, tôi cần những nhân chứng đó. Cảm ơn Chúa. Sự chữa lành về ung thư đã nhận được. Ngày hôm qua có một ông đã kinh nghiệm sự chữa lành ung thư về tuyến tiền liệt. Cảm ơn Chúa. Đây là những người mà đã kinh nghiệm sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Để anh chị em thấy rằng nhân chứng đang đứng trước mặt chúng ta tại đây đã được Chúa nghe chữa lành hoàn toàn. Một bà tại đây cũng đã được chữa lành về ung thư. Để anh chị em được khích lệ, Đức Chúa Trời đã làm cho người anh em này, Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho chúng ta. Amen. Hãy đặt lòng tin nơi Chúa như vậy. Vì Đức Chúa Trời không thiên vị. Ngài là đấng sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta, vì Ngài rất yêu thương chúng ta. Ngài đã hứng chịu những lằn đòn khi Chúa đến trần gian này là để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự chữa lành trong Chúa. Nên hãy nhớ rằng Chúa không phải là Đức Chúa Trời khó tánh làm khó chúng ta, nhưng mà Ngài đang chờ đợi chúng ta hết lòng tin cậy để Chúa có thể tuôn đổ quyền năng của Ngài và đem lại sự chữa lành cho chúng ta. Hallelujah. Ông tiếp tục đứng ở đây như là một nhân chứng cho mọi người biết. Hôm qua tôi được ông đến để làm chứng rằng lần trước khi tôi có cơ hội cầu nguyện cho ông, Chúa đã chữa lành bệnh tuyến tiền liệt của ông hoàn toàn. Và ông đến để muốn gặp người đã cầu nguyện cho mình. Tôi cảm ơn Chúa vì nhân chứng này xác nhận với chúng ta rằng Chúa đã làm và Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta trong ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài làm việc. Bây giờ xin các đầy tớ của Chúa, chúng ta bắt đầu phục vụ các con cái của Chúa đang có khao khát muốn được Chúa Ngài đông đầy trên đời sống của mình để có thể làm nhân chứng cho Chúa. It's time for you to minister to those who want to be filled with the Holy Spirit, to be a powerful witness for Christ. Let go and minister to them now. Amen. Xin các mục sư có thể giúp đỡ cho những người khao khát muốn được báp têm trong Đức Thánh Linh ở bên phía bên này. Dạ, từ đây đến phía bên này. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Vì nhu cầu của chúng ta ở tại đây có rất là nhiều người, nên tôi xin hướng dẫn anh chị em trước, để rồi khi được các đầy tớ của Chúa đến nơi, chúng ta sẽ nhận được. Báp têm trong Đức Thánh Linh là chúng ta amen với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta thưa với Chúa rằng lại Chúa xin ban điều Cha hứa. Amen. Chúng ta xin, và Chúa nghe nói rằng khi chúng ta xin thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cái sự ban cho tốt nhất. Xin Cha ban cho con điều Cha hứa. Và chúng ta thưa với Chúa Giê-xu, lại Chúa Giê-xu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Xin báp têm Ngài trên con. Và thứ ba, chúng ta xin lại Chúa Thánh Linh xin giáng trên con ở trong thời giờ này. Và chúng ta sẵn lòng để đón nhận bởi đức tin. Thứ nhất, xin Cha ban điều Cha hứa. Thứ hai, xin Chúa Giê-xu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh bằng lửa báp têm cho chúng ta trong Đức Thánh Linh. Và thứ ba, xin Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên anh chị em. Amen. Amen. Và đức tin chúng ta hãy sẵn sàng để đón nhận ở trong ơn của Chúa. Và các đầy tớ của Chúa sẽ bước xuống. Họ có thể đặt tay trên chúng ta, họ có thể giúp đỡ chúng ta ở trong thời giờ này. Nhưng chính chúng ta khao khát và xin, và Chúa Ngài sẽ làm việc. Cha dấu chúng con tạ ơn Ngài trong thời giờ này. Trong lời của Ngài, Chúa hứa với chúng con rằng Cha sẽ ban chúng con điều Cha hứa. Lạy Chúa Giê-xu, xin làm báp têm cho các con cái của Ngài bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa trong thời giờ này. Lạy Chúa, trong thời giờ này, xin Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên anh chị em chúng con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
quý vị nào đã được cầu nguyện rồi thì chúng ta có thể trở về ghế của mình để những người sau có thể được cầu nguyện. Xin cảm ơn. Amen.
cho những ai say trong giờ đau đớn Chúa. Xin vô và quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài, là khiến che thân cho những ai ngay trong giờ đau đớn Chúa. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nhìn nắng không quên lời phán hứa, lòng hoan nhân Chúa lớn vô cùng, đức anh đi ngày cao lắm thay. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nhìn nắng không quên lời phán hứa, lòng hoan nhân Chúa lớn vô cùng, đức anh đi ngày cao lắm thay. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nhìn nắng không quên lời phán hứa, lòng hoan nhân Chúa lớn vô cùng. Amen. Amen.
Hallelujah.
tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Phá tan mọi xiềng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Chúa ơi, phá tan mọi xiềng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Phá tan mọi xiêng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Chúa phá tan mọi xiêng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Phá tan mọi xiêng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Phá tan mọi xiêng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Phá tan mọi xiêng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Phá tan mọi xiêng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Phá tan mọi xiêng, phá tan mọi kiêng, phá tan mọi quyền. Thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.